Rồi, hiện tại thì mình đang ở chợ gạo Tiền Giang nha. Hôm nay quay trở lại vườn mai của anh Việt anh em ơi. Thì qua video cũng xin cảm ơn tất cả những người anh em ủng hộ anh Việt trong những cái lô cây vừa qua. Anh đã chốt thành công. Hôm nay anh giao lưu với anh em một gốc mai anh em. Cây khủng anh em ơi. Rồi, em xin chào anh Việt. Dạ, em chào anh Thắng. Dạ, cũng xin chào cô chú anh chị. Thì em cũng cảm ơn cô chú anh chị vừa qua đã ủng hộ em cái clip vừa rồi. Hôm nay em có giao lưu với cô chú anh chị một cây mai hương đang thuần. Dạ, em bước lên giao lưu với cô chú anh chị. Cây khủng hả anh? Dạ, cây cũng khủng ạ. Giá cả sao anh Việt? Giá thì cũng hợp lệ anh. Rồi, ok anh Việt. Dạ ơi, đây khoảng cách mình đứng xa nè, khoảng 10 mét nha, quay bộ tàng đó. Này, cây này thần rồi hả anh Việt? Dạ, này cây thần rồi. Rồi, thần rồi, anh bứng lên giao lưu với anh em nha anh em. Cái này nó cao khoảng nhiêu anh Việt? Dạ, chiều cao là cỡ 5 mét rưỡi. Rồi, còn tán ngang anh? Tán ngang cỡ 6 mét. Rồi, tán ngang 6 mét. Quá trời bộ tàng anh em ơi. Cây này một cốt lên nè, có cốt chủ nha. Phía đó nó hơi lộn xộn gì nhà, anh em có thể anh em dựng lại nha. Bộ tàng thiên nhiên. Đây em đi giáp vòng của tàng cho anh em xem. Cây này mặt bông nó có gì đặc biệt không anh Việt? Dạ, cây này là bông nó 5 cánh, 7 cánh. Đặc biệt là mai hương anh. Mai hương zin anh? Dạ, zin luôn. Đây là zin. Rồi. Cái đỏ là ông nó bu dữ lắm. Mình có hình mặt bông cũ rồi anh Việt? Dạ có anh, em có cái clip mà lúc nó đỏ rồi quay ông nó đeo nhiều dữ lắm. Dạ. Nó đổ cây này nó thơm, nằm cả đứng cả chừng 30 mét nó thơm rất hay luôn á. Rồi, cây này điểm nhấn là mai hương nha anh em. Bông gin 5 7 cánh nha. Cái này anh có video mặt bông và video bông chỗ lúc Tết nè anh chi tiết nha. Mình kết bạn với anh Việt ảnh để anh gửi cho anh em xem. Bộ tàng quá đã anh em ơi. Cứng ngắt luôn. Rồi cái này bứng lên mình có làm đế gì cho anh Việt? Dạ, cái này làm sơ sơ ở dưới nó còn đế dữ lắm anh. À. Bộ đế nó bây giờ trước kết bạn em thì em gửi cái lúc mà mới bứng về có bộ đế mà nguyên thủy của nó đó. Em gửi cho khách cũng được. Rồi này anh thần rồi anh đem lên nè, anh em coi cái dàn ghế cám ghế lông nè. Quá trời luôn. Cái bầu này mấy mét anh Việt? Dạ, cái bầu ngang này nó nằm cũng cỡ 1m7 1m8 vậy á. Một mét bảy ha. Dạ. Đế ra là giáp vòng luôn em, hết cái bầu luôn nha. Đi mặt phía này cho anh em xem. Đế hai lớp nha anh em, nó chồng nhau nè. Rồi qua mặt phía này luôn. Đấy. Mặt bên đây. Cây liền lạc nha anh em. Cái này giao là mình hỗ trợ xếp bao nhiêu cây số anh Việt? Dạ, 300 cây. 300 km thôi ha. Dạ. Rồi maximum luôn em ơi. Rồi mình lên mình đo cái hoành có khoảng như anh Việt. Dạ. Rồi là chuẩn hay sao anh Việt? Dạ, chuẩn luôn là 80. Rồi 80 đồng đo trên cao xíu nữa anh. Lên trên đây lúc trên luôn là nó 75. Rồi 75 cao nữa anh. Đo hai ba thông số đi cho anh em xem cho nó rõ nè. Đây là lúc trên này là 65. Rồi 65. Mình đo thoát thân với chân cành nó coi như anh Việt. Thoát thân là 60. Rồi thoát thân 60. Tay cành đó là 29. Rồi tay cành 29 nha anh em. Cái này nó đang thuần cái bồn á, bắt đầu nó môi lên, môi ghế lên cho anh em xem nè. Quá tệ nè, cây này sức khỏe là bao năm luôn nè. Ra ghế lông quá trời nè. Tại vì anh em nào chốt thành công giùm tỉa gọn bộ đế nè. Gọn cái gàng. Cây này nếu tỉa lại thì đế nó còn giữ lắm, nhưng mà em vậy em cũng để giữ sức khỏe đó. Quay xong chắc em cũng thả mấy bụi dừa đó lên lại. Dạ. Yeah. Đây nè, đế nè. Lớp trên có lớp dưới có nha. Vậy anh em nào sở hữu đó. Tỉa gọn lại nè. Kết bạn em gửi cái bộ đế nguyên thủy đó nhìn đẹp dữ lắm. Rồi lúc khi bứng là mình có còn lưu lại hình đó ha dạ. Nhiệt. Rồi để em xa cho anh em xem lại cái dàn xương đó nha. Cây là bộ xương mà tàn thiên nhiên mà nó đẹp lắm nè. Tròn trịa bốn mặt hết. Đây qua phía này. Cây này cũng có cốt chủ luôn nha nè. Đây nè, phía đây. Lên đó một lùm đó anh em, vậy anh em dựng lại nha.
Mai Hương. Bông gin 57 nha anh em. Thơm ghê đó. Tuổi là 7 mấy năm ha anh vậy? Dạ. Rồi bông cực kỳ thơm nha anh em. Nhà vườn tao bán tao bao cho anh em luôn nha. Rồi đây, cái này ví dụ mình giao lưu với anh em là giá tầm khoảng nhiêu vậy anh Việt? Dạ em giao lưu với cô chú anh chị là 630. Là mình còn thương lượng rồi được không anh? Dạ chút xíu đỉnh chút xíu thì một quay. Rồi 630 triệu nha anh em. Còn thương lượng nha. 80 hoành. Để em xa xa cho anh em xem lại bộ tàng lần nữa cho nó rõ nè. Đây. Cái này chắc anh em nào cây nó hơi lớn tiện anh em đến thực tế cái vườn của anh chị á, anh em xem cho nó rõ hơn nè. Đây. Tới thấy bộ tàng là kết liền nè. Rồi, hợp nhãn liên hệ anh Việt. Điểm nhấn Mai Hương nha anh em, 80 hoành. Bông VIP nha.